Dạ, Ayuki xin chào ạ. Rồi, chị có inbox cho mình đó là lấy cho chị một cặp Vivian Oren, một cặp Oliver Brown với lại một cặp Nora Blue á. Em đã chuẩn bị chưa? Qua tới đây thì chị nghĩ là chị sẽ mua thêm vài thứ. Dạ, chị đi nói này đi hết đi chị. Em ơi, trong kia em ơi. Dạ, đồng quá. Trời ơi, đợi chị đợi em xíu. Rồi, tính nhiêu vậy em? À, tổng của chị là 10.035.000. Có bớt không? Chắc bên em tặng cho chị được nước ngâm. Thôi, bớt hay không thôi, chứ chị mua nhiều quá trời nè. Để em hỏi sếp nè các. Rồi, hỏi đi. Dạ, sếp em nói là đồng ý bớt. Ok, 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 được rồi, bớt là được rồi. Rồi, cái đống này chị trả bằng tiền mặt nha. Dạ, dạ. Ok, ok, được rồi, đợi chị xíu. Nhiều ghê á, dạ. Nè, tổng hết 35.000, cảm ơn em nha. Chào.